Minh, Phập TV gặp Liên Hoàn Phốt thái độ ra sao khi bị tố mắc bệnh ngôi sao chảnh chọe? Tân Minh, Phập TV, Vĩnh Đam và Mian là hai cái tên nhận được nhiều quan tâm, yêu mến của khán giả. Tuy nhiên mới đây, cả hai lại bị tố mắc bệnh ngôi sao, chảnh chọe, có cách cư xử thiếu chuyên nghiệp khi làm việc với giới truyền thông. Cụ thể những ngày qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài viết tố hai tân binh của Phập TV là Mian và Vĩnh Đam mắc bệnh ngôi sao, có thái độ chảnh chọe. Theo nội dung bài viết, khi công ty liên hệ hai diễn viên này để lấy thông tin làm tư liệu thì nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên, mỗi lần đến hẹn thì Mian phớt lờ hoặc đôi khi trả lời hời hợt, không đúng trọng tâm. Khi bài viết này được đăng tải, đông đảo cộng đồng mạng đã tràn vào phần bình luận, bàn tán sôi nổi. Có thể thấy khá nhiều người cũng lên tiếng xác nhận rằng hai tài năng trẻ này thật sự có thái độ làm việc kém chuyên nghiệp. Giữa lùm xùm, đến tối ngày 21 tháng 8, trong một livestream trên kênh TikTok, nữ diễn viên Mian đã nói về vấn đề này trên sóng trực tiếp khi một khán giả nhắc về tin đồn thất thiệt. Cô chia sẻ, trời ơi, có không vậy, tôi có phải là ngôi sao đâu mà bệnh, người ta nói tôi chảnh chọe kìa anh ơi. Dù không rõ nhưng động thái này của nữ diễn viên được cho là phủ nhận tin đồn trên. Hiện tại, những tin đồn xoay quanh về thái độ làm việc của Mian và Vĩnh Đam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Được biết, đại diện nhóm Phập TV cũng như hai nhân vật trên vẫn chưa chính thức lên tiếng đính chính. Vĩnh Đam và Mian là hai tân binh của Phập TV với ngoại hình sáng cùng khả năng diễn xuất tốt. Bộ đôi này nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Mian sinh năm 2002 tại Bình Thuận. Cô hiện đang theo học lớp diễn viên kịch điện ảnh truyền hình tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt sáng, Mian nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước đó, Mian từng vướng một tin đồn khác liên quan đến chuyện tình cảm với Vinh Dâu. Tuy nhiên, chia sẻ với Sao Star, cô khẳng định cả hai chỉ là đồng nghiệp, có mối quan hệ bạn bè bình thường và giúp đỡ nhau trong công việc. Anh Vinh là một người thầy trong một dự án phim mà em tham gia và ngoài đời vẫn vậy, bọn em hỗ trợ nhau trong công việc, nhiều khi rảnh rỗi thì ghi lại những khoảnh khắc hài hước rồi đăng lên mạng, chứ không phải người yêu như mọi người nghĩ, nữ diễn viên nói. Về phần Vĩnh Đam, tên đầy đủ là Trần Lê Vĩnh Đam, sinh năm 2004, đến từ Gia Lai. Hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vĩnh Đam theo học khoa truyền thông và thiết kế tại Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chàng gây chú ý nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng với chiều cao khủng 1m91. Anh còn được biết tới với danh hiệu Nam Vương Hutech 2023. Hiện Vĩnh Đam hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên và người mẫu tự do. Trước đó vào hồi tháng 3, Vĩnh Đam cũng gây tranh cãi khi có phát ngôn được cho là kỳ thị LGBT trong một story trên trang cá nhân. Khi được hỏi, nếu có một người con trai tỏ tình với bạn, bạn có đồng ý làm người yêu không? Chàng trai trả lời, not bro, I am not gay, no more gay content, boy love is disgusting to me, tạm dịch, không anh bạn, tôi không đồng tính, tôi không còn nội dung đồng tính nữa, tình yêu giữa người đàn ông, thật kinh tởm với tôi. Từ đây đã dấy lên tranh cãi về việc Vĩnh Đan có thái độ kỳ thị người đồng tính và nhiều cư dân mạng đã tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của anh chàng. Có lẽ cả Vĩnh Đam và Mian vẫn còn non trẻ nên thiếu chín chắn trong cách hành xử. Hy vọng trong tương lai, hai diễn viên sẽ trau dồi năng lực cũng như cách hành xử để trở thành người nghệ sĩ chân chính, được công chúng đón nhận và yêu mến. Phập TV là một nhóm hài nổi tiếng tại Việt Nam, thường xuyên sản xuất những series phim hài trên các nền tảng mạng xã hội. Nhóm sở hữu một lượng fan hùng hậu, chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Phập TV ra đời ngày 14 tháng 2 năm 2014, nhóm sáng lập bởi những thành viên hài nghiệp dư, bộ tứ trụ cột gồm đạo diễn Trần Đức Viễn, Thái Vũ, Vinh Dâu, Huỳnh Phương và Rachi Ribi. Đến nay Phập TV được nhắc đến là nhóm hài có kênh YouTube đạt nút kim cương YouTube dành cho nhà sáng tạo nội dung đầu tiên tại Việt Nam.